Bạn nào có nhu cầu mở liên quân hay Free Fire giá rẻ, truy cập ngay shop Kaligaming.vn. Đây là shop bằng hợp tác chính thức duy nhất của mình. Anh em có thể yên tâm khi mở ở shop mình nhé. Đường link shop mình để dưới phần mô tả cho anh em. Hello mọi người nha, mình là Kali đây. Thì nay mọi người ạ, đó thì hôm nay mọi người biết tin gì không? Một tin cái cực kỳ hot mọi người ạ. Thì là cái vụ của Alice ấy ở. Nhưng mà thôi mình tiện ở đây mình không nhắc nữa mọi người ạ. Nhắc nhiều thì mọi người lại bảo như này như nọ. Đó thì bây giờ là mình rảnh nè, mình thấy thằng Bình đang on, bây giờ mình mời nó vào xong xem nó như thế nào, xem an ủi nó nha mọi người. Đó. Đây bật mic lên. Hello anh Kelly. Hello em. Hello anh. Sao không đây? Dạ. Yeah. Có sao không? hơi sốc anh ạ. Mấy ngày qua hai có ngủ đâu. Ui, nghe giọng chắc kia rồi nhỉ. Nghe quả giọng chắc đang khóc đúng không? Nghe giọng có vẻ xì xào rồi ạ. Anh Họ nói chứ buồn quá à, anh Kelly giảm đi ăn cua chết buồn đi. Cái gì đây? Mẹ buồn buồn vãi. Dẫn đi ăn cua hoàng đế anh không có tiền đâu. Ai như Bình anh... Bình dích. Trời, Bình làm gì kết? Con Kelly kết đây. Anh không có tiền đâu. Một ngày ăn cái chục con cua hoàng đế vậy. Mà thôi. Hết mày như nào nhỉ? Bây giờ hết buồn đi, anh sẽ bao mày cua hoàng đế. Nào mày ra. Bây giờ anh phải bao em mới hết buồn chứ. Ừ, thì nào mày ra Hà Nội anh cắt bao. Ok, hứa nha. Ừ. Bây giờ thế bây giờ ăn cơm chưa, có ăn được cơm hay gì không? Không anh, em mấy bữa nay đâu ăn đâu. Ăn không vô nè. Anh không vô hả? À? Em còn không chơi game nữa mà. Thế em với Alice chỉ làm content thôi hay là em crush Alice thật? Thì em có tình cảm với Alice thật. À. Không, cái đó em nói thật, em có tình cảm với Alice thật. Chị đấm đầu. Đó, còn chuyện của Alice thì chắc anh biết rồi. Nha, mấy bữa nay em chơi game giờ bắn gà quá, à. Kia đánh em đi. Anh còn chết sớm nha. Anh còn bắn gà hơn ấy. Mấy bữa nay em buồn quá không ăn vô chơi game. Thế là trước mày có ngỏ lời chưa? Ngỏ lời yêu hay xong Alice nói các kiểu như thế nào? Có chứ, hồi đó là kiểu em có tỏ tình Alice một lần mà Alice nói là em thấy. Chị không thích yêu người nhỏ tuổi hơn. Đó. Chị không thích yêu người nhỏ tuổi hơn. Ờ đúng rồi, thì em cũng có hỏi bà là vậy chị có để em lớn không? Như vậy. Đó rồi tự nhiên giờ mọi chuyện nó ra gì thì em chịu rồi. Xong hôm qua bất ngờ. Không, được hôm thấy qua... cái video của Crush. Thế các kia nên rồi. Nên là như nào nhỉ? Hôm qua em sốc mà em kiểu cái người em run luôn ấy. Thế có khóc không? Có chứ anh. Thôi khóc làm gì vì chuyện đấy, bây giờ cứ kiểu cho qua thôi. Mà chắc chuyện này thì đến già cũng không quên được nhỉ? Khó anh ạ. Kiểu kỷ niệm ấy, khó quên lắm. Cũng buồn lắm anh ạ. Chán. Em ăn không vô luôn mà. Thế bố mẹ có biết không? Không anh ạ, em giấu. Em nói là em ăn rồi mà, em nói là em ăn ở trường rồi, tại em đi học về em đi mua đồ ăn á, nhưng mà em không mua, em không ăn vô. Thế nay không đi học luôn? Có chứ anh, em đi học bình thường mà dù lấy em ngủ không à. tại vì cái hôm mà xảy ra chuyện á, em đâu có ngủ đâu, à. Em thức cả đêm. Rồi xong cái vô trường thì vô lớp thì nằm ngủ, xong cái bị mời vào giám thị luôn. Vụ này hot thế này thì chắc là ra lớp toàn bị người bạn các kiểu trêu nhỉ. Em vô trường em không biết sao nữa. Cứ vô lớp rồi nằm đóng gì á, em không làm gì chứ.
Thì người ta hỏi em thì em cũng cho qua. Ghê ấy. Ghê không? Gớm Nghe sợ. trời. Thì mọi người hỏi em thì em cũng cho qua thôi. Mà kiểu nhắc tới em đau lòng quá ấy hề. Rút mình tán không đổ xong bảo là em lớn lên chị đợi xong một hôm nào nữa phát hiện linh Không, thật ra là không có nói ba đợi, nhưng mà à kiểu như em mong ấy, em mong chờ là phải đợi. à Cũng mà giờ mọi chuyện ra như vậy à, em chịu. thôi chuyện này thì cũng kiểu cũng không em thì cũng không nặng mấy, nếu là người yêu thì nó sẽ khác nhỉ. Người yêu thì cắm sừng hơi mệt á, Người yêu mà như thế thì hơi mệt. Còn mà đây em đâu crush thôi nên thôi em ạ, đừng buồn nữa. phải phải có cái gì chứ, hết buồn chứ, ăn của hoàng đế Ừ, đi. thì anh bảo mà lúc nào ra Hà Nội anh cho. Yeah, hứa nha. Ừ. Mà mấy bữa nay không ăn không ngủ, giết đuối luôn á trời. Không biết sao luôn. Mà sao bây giờ kiểu em vẫn lo cha lết thế nhờ. Không biết sao nữa. Alice là con gái xong nghĩ kiểu dạng nghĩ nghĩ quẩn thì Không, em sợ cái khỏe cho lết thôi, nhưng mà thôi. nó kiểu cộng đồng mạng ấy. Thật ra là em không muốn cái cộng đồng mạng kiểu muốn chỉ trích đâu, em chỉ muốn kiểu muốn nói cho mọi người biết, cho mọi người đừng có bỡ ngỡ hay mình không làm với clip, mình làm với đứa khác mắc công bị nói nè, kiểu phải Xong nói mọi bảo rõ, dồn dập vào Alice xong Alice kiểu nghĩ quẩn các kiểu. mình phải nói rõ ngay từ bây giờ, tại vì để nó lấn sâu gắt gối lắm nhiều chuyện. Mẹ sao mình buồn quá, mình chẳng bao rồi vậy. anh Em anh gặp anh em mấy anh bữa thì anh nay vào đó, tâm sự với mày thôi chứ anh chả buồn đâu. Anh thằng em mà em thằng em của anh bị vậy mà anh không buồn à? chả lẽ mày buồn thì anh tự nhiên cười ha 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 ha. Trời trời, anh em cái gì Hả? vậy trời. Trời ơi, tôi hứa anh em luôn, tôi sẽ tranh thủ tôi ra Hà Nội, tôi ăn cô hoàng đế của anh liệu được. Trời đó giờ chưa được nếm mùi của hoàng đế nè. bây Nó làm giờ sao anh? bây 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 giờ em đặt con về ăn đi. Thôi, bà làm gì có tiền đâu mà ăn. Hè, mình làm gì có tiền đâu nhỉ. Ê. Tiền tiền này, tiền anh không thiếu mà nhiều anh không có. Ôi. Ồ, tự nhiên cái hôm nay được anh kia tâm sự vui nha. Tâm trạng cũng đỡ hết. Anh sợ mày khóc nhủ nhỉ nên anh mời mà. Khóc thì cũng khóc rồi, sao giấu được. Chuyện này nó quá sốc với em mà, sao mà không khóc được. Thôi, hè. Buồn quá anh Thôi ơi. thôi em ạ, đừng buồn nữa. Thôi anh bây giờ anh chỉ vào tâm sự với mày thế thôi. Bây giờ chắc anh cũng Đi kiếm ly à? đi với Ly đây. Trời, trời, đúng là mấy con người có tình Liêu yêu. liêu 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 thì ra bài ra. Hay ghét thì chứ, bye bye anh. Trời ơi, đi chơi ly đi. Kỳ Ok. cục.